Hello quý vị và quý bạn, buổi chiều hôm nay Tiến Mimi cũng giới thiệu đến quý vị và quý bạn nói chi tiết về những đôi loa EV. Thì hiện tại bên Tiến Mimi là hôm mình cũng bên trong mình cũng tháo rồi, và video test thì cũng test rồi. Còn cái video này là báo các bác là hết, đã hết hàng rồi, có muốn hàng đuổi thôi, lô hàng vừa về đấy là hết rồi, kể là EV 3 lần tiếng T31 bán hết rồi các nhé. Thì còn trong những cái hai đôi loa EV này thì trong cái giá thành rất hợp lý đấy, Tiến Mimi đang khuyến cáo các mua những loa Mỹ là giá thành hợp lý, không phải mất tiền nhiều mà phải đi mua những loa tàu các nhé. Trước mặt quý vị và quý bạn đây là một đôi loa EV của Mỹ Bass 40. Đó. Còn đây là từ 17 con số 5 chép EV tất một loại nha, kể là full đôi, full đơn, Bass 30, 40, 50 đều là một loại chép đấy thôi, chứ không làm nhiều. Đấy. Thì cái giá thành hiện tại bên Tiến Mimi đang giao bán cho các bác hai cái đôi loa EV 1512 và giá có 14 triệu được các bạn. Các bác đi mua loa, các bác nhớ lưu ý giá và so sánh loa này và những cái loa khác thì là các bác mới hiểu được. Những đôi loa này nó nặng tầm 40 cân một chiếc, chất âm thì không phải bàn được, quá quá hay, cực kỳ hay luôn. Đấy. Còn đôi khi là nhiều bác là vẫn đi mua những cái loa hàng mới ấy, hàng hãng ấy, Made in China, thậm chí còn mua loa nhái còn đóng ở Hưng Yên mà cũng đã 12-13 triệu rồi nha. Đây bác, Mỹ ấy, đây là làm hẳn mà cái miếng này miếng nhôm đúc nha, cái miếng vít này này nhôm đúc cực lắc luôn, mấy lạ mấy này. Đấy, đây nó của Mỹ lòi, lòi thòi lòi luôn các nhé. Đấy. Trung bình đầu vào là 200W, tối thiểu là 200W các nhé. Còn những loa này nó tầm 350W, 400W, 400W một chiếc. Đây cái đầu tín hiệu vào, thì có bác cho từ 200W vào thì nghe nhạc nó hay, chứ các bác phải cho hơn 100W vào nó không đạt tiêu chuẩn, chưa đủ watt để đánh, để ra tiếng. Loa này cực lặng luôn, tại vì những cái loa này nó từ cái năm chín mấy rồi các bác. Các bác nhìn cái ngoài tách lị đẹp chưa, như mới luôn, mà giá thành có 14 triệu thôi. Đấy. Loa này của nó là loa bass khung xương nhôm đúc hết bác nha. Đấy. Nhiều bác thì có thể thích loa hạt thương hiệu hơn, bình thường như các bác thích thương hiệu là JBL, mà JBL 14 triệu các bác chỉ mua loa JBL VRX115 thôi, đúng không ạ? 14 triệu thì các bác chỉ mua được loa VRX115 thôi, mà nếu mà VRX115 mà so sánh với những cái loa này thì không có tuổi gì để so sánh các nhá, không bì được nha. VRX nó cũng chỉ là từ 17 con 65 như cái này thôi, nhưng mà nó là xương sắt chứ không được xương nhôm đúc như thằng này đâu. Đấy. Hàng là hàng xương nhôm đúc, thùng nhất dày hơn rất nhiều. Đấy. Kèn thiểu to hơn. Đấy, để phủ kín cái phòng nghe nhạc của mình hay phòng hát của mình. Mà thùng này là thùng gỗ, còn VRX là thùng giấy. Đấy, các bác nên nhớ đấy nha. Thùng gỗ mà nghe tiếng nó cũng chắc. Rất đẹp. Mà giá thành thì quá hợp lý luôn. Vậy đôi khi các bác đi mua những cái loa B3 đi, hay L Center đi, các bác mua 15 16 triệu, 17 triệu, đúng không ạ? Thì làm sao mà có cửa ăn được những cái loa này. Đấy, các bác để ý mà xem. Không có cái cửa gì để những cái loa B3 này hay là những cái loa L Center này. Thế là mắc các bác còn mua nó xịn đấy. Còn nếu hàng ăn hàng nhái nữa thì còn không ra gì. Khẳng định B3 là rất nhiều hàng nhái, B3X15Y. Làm sao mà nghe để nó tí tách như dòng này được, trong trẻo như thế này được. Và những dòng loa Mỹ bây giờ giá thành quá rẻ luôn các bác. Ngày xưa những đôi này nó phải tầm độ 16 triệu, mà năm nay sang những năm này nó khoảng có 14 triệu thôi. Đấy. Là các bác mà đang dự định mà mua những cái loa mà trên chục triệu thì những cái đôi này nó là cực kỳ không thể chê được thôi nhé. Mỹ lòi luôn. Mà nay mai các bác bán không mất gốc, không mất giá. Bây giờ các bác đi mua những cái loa tàu 10 mấy 20 triệu, sau bán đi được mấy triệu thôi. Đấy. Mà thậm chí rồi bán không ai mua. Đấy, đây là những cái loa Mỹ fit lòi. Mở cái chất âm nó ra thể hiện cực hay, hát đều hay, nghe nhạc đều hay quá nha. Đồ của Mỹ các bác nhìn thấy nó khôn á, nó khôn ra mặt luôn. Nó đẹp. Nghe hay bài đẹp các bác nha.
có hai đôi thôi. Thì những đôi loa EVM tốc này, rồi là T35 của 3 đường tiếng thì em ăn hết rồi, còn hai đôi này thôi. Bác nào mà có nhu cầu mà dùng loa Mỹ mà giá là thành hợp lý thì liên hệ với Tiến BB theo số điện thoại là 0948 388 448, tin nhắn là 0948 388 448. Tiến BB ở Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc đó bác. Đấy là Tiến BB là cũng là người bán hàng, cũng là người thật việc thật. Đấy, tư vấn cho bác xác định mua loa hơn 10 triệu thì nên mua những đôi loa này thì nó rất hay, mà mình không phải hối hận là phải bỏ tiền ra mua đôi loa khác nữa. Vâng, qua thấy video hay thì bấm like để cho Tiến BB nhé. Vâng, xin chào tất cả quý vị và quý bạn.